À, nha, xin chào mọi người, lại là mình như chị nè. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ nha. Thì hôm nay sẽ tiếp tục series của video hôm trước, đó chính là test nhân phẩm xem có ai hơn. Thì hôm nay sẽ là một thành viên trong party nha mọi người. Đố mọi người là ai á? Còn ai giờ đây nữa, đó chính là Yun Bi và Lai. Thật ra là mình không có muốn với Yun Bi đâu, nhưng mà giờ này thì chỉ có mình Yun Bi còn ngủ thôi. Mấy người kia thức hết rồi. Đó thì do số phận nó đưa đẩy thôi. Ok, thì trước khi đột nhập xem nhân phẩm của Junpei thì mình xem nhân phẩm của mình trước nha. Để xem hôm nay mình có ra được cái món gì hiếm không. Rồi, vẫn tiếp tục là cái hộp bốc thăm lễ hội ánh sáng ấm áp. Đây, cái mình muốn vẫn là khinh khí cầu với lại cái cánh này. Đó, hai cái món này thôi. Không biết tới hôm nay mở biết bao nhiêu hộp này rồi. Rồi, ra cái gì? Trời ơi, lại cái đèn nữa. Lần nào mở cũng ra cái đèn này hết á. Rồi, tiếp hộp thứ hai là hộp bốc thăm mở đen phép thuật. Rồi, cái hộp này là mình cần cái đàm nè, với lại cái mỏ neo. Ok, mở nha, hy vọng là ngày hôm nay sẽ có. Ra cái gì đây? Ui, măng tím rồi nè. Wow, lều ốc xà cừ. Ui, cái này đẹp nha mọi người. Rồi, mình có một măng tím rồi là mình được cộng một điểm nha. Tiếp hộp thứ hai, ra cái mỏ neo cho vui nè. Rồi, đôi dép sợ ngón. Rồi, hộp thứ ba. Trời ơi, quyết tâm không cho cái mỏ neo mà. Tiếp tục là hộp thứ ba, chính là hộp bốc thăm nàng rồng và hoa sen. Ui, cái hộp này là có rất là nhiều bạn nhã ví xích đu này cho mình nè. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ví của mọi người rồi mình mở cái hộp này ra nha. Hy vọng là ra được cái xích đu. Là cái gì đây? Ui, ui, xích đu không ra, cho ra cái pháp trưởng nữa nè. Ui, cái này là cây thứ ba của mình rồi đó mọi người. Trời ơi, quá hên luôn. Ê, vài lần mình đã được 2 điểm rồi nha. Rồi, tiếp theo nè. Trời ơi, cái này mà không tái hồi là mình có mấy chục cái rồi đó. Sợ cái này với cái sừng nhất. Mở không hiểu sao ra quá trời luôn. Trời ơi, mới nói luôn. Giờ là tới hộp bốc thăm kỳ lân cầu vồng. Hộp này thì Di có cái đầu tóc của nam với lại cái đầm của nữ rồi. Đó, thấy ngược đời không? Bây giờ chỉ cần nó ra cái đầu tóc của nữ với lại cái bộ đồ của nam thôi. Rồi, mở nha. Ui, là nền tím kìa. Mình thấy cái đôi dép rồi. Đó, dép kỳ lân. Rồi rồi, mình được 3 điểm rồi nha. Tiếp nè. Ui, ra thêm cái đôi cánh nữa. Ui, hộp này hơi gì ta. Vậy là mình được 4 điểm rồi. Rồi, hộp cuối cùng nè. Ra cái gì đây? Trời, cửa sổ kỳ lân. Ok, vậy cái hộp này là tính ra mình mở cũng hơn đó chứ. Rồi, tiếp theo là hộp bốc thăm dao chua ngọt. Hộp này là cái mũi dao với lại cái bộ đồ dao là gì có rồi. Chỉ còn thiếu cái dép dao nè, cái đèn chùm dao với lại cái tivi dao tay. Ok, mở nha. Ra cái gì đây? Trời ơi, cái đèn dao này thì có rồi, cái đèn chùm thì chưa có. Rồi, tiếp nè. Trời ơi, cái ghế. Sao không cho mấy cái này đi trời. Ôi, cái thảm dao rồi. Thôi, nhưng mà món tím thì cũng vui. Mình cộng thêm 1 điểm là 5 điểm nha mọi người. Rồi, bây giờ tới cái hộp hộp này. Bốc thăm phù thủy đen hàng diệu. Hộp này thì Di thiếu mỗi cái đàm mà. Còn nội thất thì thiếu cái gì Di cũng không có nhớ nữa. Rồi, vô. Wow, thêm một bóng màu tím nữa nè. Ủa, luxury rồi. À, nó có chữ nail kìa. Thì ra là cái vạt ma thuật này mình chưa có. Không nhớ luôn á. Ok, tiếp tục nha. À, một cái gương. Rồi. Rồi cái gì nữa đây? Là một cái tủ đựng đồ. Rồi, giờ sang hộp cuối cùng là hộp bốc thăm Sugar Drop. Hộp này không biết mấy bạn có ra cái xe chưa. Bạn nào ra xe rồi thì nhảy biết cho đi nha. Rồi, một thảm kẹo. Tiếp. Ui, măng tím nữa. À, quầy kẹo bông. Rồi rồi, vậy là mình được 6 điểm nha. Ui, cái gì đây? Đồng phục Sugar Drop bạc hà. Ui, cái này mới luôn nè. Nhưng mà tưởng là nền VIP cơ thì được cộng điểm rồi. Ai ngờ là luxury. Ok, vậy là hôm nay Di mở được 6 món màu tím nha mọi người. Trời, nhân phẩm hôm nay thấy cũng hơn hôm trước á. Không biết là của người còn lại như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ đột nhập vào ăn với nó nha. Let's go. Hello, xin chào mọi người, lại là mình Yun nè. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Nãy giờ các bạn xem video mà chưa like và nhấn dấu cộng thì mọi người nhấn cho Di nha, để Di có động lực đột nhập vào các thành viên khác của bộ team nữa. Rồi, không chần chờ nữa, bây giờ mình bắt đầu luôn này. Đây, hộp đầu tiên.
Hộp này mình mở xui lắm, không biết mở cho Dương có xui không. Ôi trời, 33 vé coupon luôn kìa. Là cái gì? Trời ơi, sao lại là món tím vậy? Chứ gì là được một điểm rồi. Rồi, tiếp theo, hộp bốc thăm mở này phép thuật. Rồi, một cây đèn. Ra ba cây đèn là vui lắm nè. Ủa là sao vậy? Trời ơi, mỗi dùm sao mà hôi nữa vậy? Được cái đầm bọt nước luôn kìa. Nhưng mà hình như là Dương Bi có rồi nè, đâu có chữ nêu đâu. Người cần thì không có, mà người không cần thì có cả đống. Lại cái đèn kìa. Ôi, vậy là nãy giờ là Dương Bi được 2 điểm nha mọi người. Giờ đến hộp thứ ba là hộp bốc thăm nàng rồng và hoa sen. Hộp này thì mình không biết Dương Bi còn thiếu cái gì không, nhưng mà mong là đừng có cho ra mấy cái món màu tím. Để xem ra cái gì. Rồi, một cái ghế đảo. Là cái sừng, không bao giờ thoát khỏi cái sừng này. Rồi, hộp cuối cùng rồi đó. Rồi, ghế đảo nữa. Giờ đến hộp bốc thăm kỳ lân cầu vòng. Rồi, vô nè. Ui, cái gì vậy? Trời ơi, mở ra cái ạc này toàn là đồ không à. Vậy là được 3 điểm rồi đó. Tiếp. Một cái cửa sổ. Tiếp tục nè. Oh my god. Ui, trời ơi. Trời ơi, ngựa kỳ lân kìa. Jun chưa có cái này luôn. Ôi, cái này mà tí nữa đăng lên mà Jun thấy này là Jun phải cảm ơn chị Nhàn. Ôi, chưa chắc gì Jun mở Jun ra được đâu. Mà mắc cười một cái là cái con này nó hiếm, nhưng mà nó là khung luxury mọi người ạ. Đâu có được cộng điểm đâu. Ui, còn cái tận 3 hộp luôn nè. Bây giờ là tới hộp bóc tham nhau chua ngọt. Rồi, một cái ghế. Tiếp. Một cái ghế nữa. Ôi coi kìa, cái này nãy mình muốn ra thì không ra mà mở cho Jun thì ra. Và là điểm số của Jun đã được 4 điểm nha mọi người. Bây giờ là cái hộp này. Rồi, một cái. Tiếp cái thứ hai nè. Rồi, cái thứ ba. Không có gì hết. Rồi, giờ là hộp cuối cùng. Chẳng lẽ cái hộp này Jun ra được 2 món đúng không? Chắc chắn là Jun thua mình rồi. Đó, sao mà ra được. Còn 2 hộp cuối cùng. Ôi, vậy là Jun thua mình rồi. Bây giờ có ra món tím hay nữa thì Jun cũng được 5 điểm à. Wow. Ui, xém một tí là ngang nhau luôn rồi. Phải là mình mở cho Jun được 5 món tím nha mọi người. À, với lại thêm một món nữa, tuy không tím nhưng rất là hiếm. Đây, xe ngược kỳ lân. Rồi, tí nữa mình sẽ tái chế cái xe này. Trước khi rời ạc Jun để mình xem có cái gì chơi vui không nha. Cái gì, bài đặt ghi không tele hả? Rồi, để mình chỉnh lại cho mọi người tele cho vui nè. Rồi để về nhà xem có gì phá không nha. Wow. À, nhà đẹp ha. Giàu ha, có 4 cái xe lăn luôn. Rồi, để một cái ra đây. Còn cái này xác gì để xa ra. Còn cái bảng này xoay cho chồng mới thấy chứ. Ôi, cái xe này đẹp. Cho xuống nước luôn. Rồi, để xem còn cái gì nữa không. Ok, chắc như vậy là được rồi đó. Thì video của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Nếu yêu thích Duy thì hãy cho Duy xin một like và một subscribe nha. Với lại hôm nay là được bí mật nha, mọi người đừng có mét Duy nữa. Bye bye. Bye bye.